bác chủ ngộp quá rồi quý anh chị ạ, nên cần bán gấp một cái farm nghỉ dưỡng với tổng diện tích là 1,5 hecta, vị trí trực thuộc tại xã Thuận Hà thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Trục đường này mảnh đất bám được là 76 mét quý anh chị nhé, thể hiện trên sổ sách của mình. Đấy, phía trước nhà của bác là có một cái mương thủy lợi quý anh chị này, còn trong đất này là bác quy hoạch giống như một cái farm nghỉ dưỡng luôn. Đấy, nằm ngay khu dân cư, vị trí trực thuộc tại xã Thuận Hà thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Và bây giờ em sẽ di chuyển vào quay vườn cho quý anh chị mình cùng xem này. Đấy, hiện tại sổ sách của mình đang thể hiện là 1,9 hecta, nhưng mà đất thực tế là 1,5 hecta quý anh chị nhé. Đấy, nằm ngay khu dân cư cực kỳ đông đúc luôn, và cách trung tâm, trường chợ, mọi tiện ích là đúng 800 mét quý anh chị nhé. Nói chung cái mảnh vườn này thích hợp cho cô chú quý anh chị nào mua để nuôi trồng thủy sản. Đó, nuôi trồng thủy sản trên đất của mình hiện tại sổ đang thể hiện là cây hàng năm quý anh chị nhé. Nhưng mà quý anh chị muốn chuyển đổi mục đích sang cây lâu năm vẫn ok quý anh chị này. Đấy, trên đất là bác chủ quy hoạch 5 cái hồ lớn, trong đó có 3 cái hồ là bác chủ nuôi cá, cá thịt quý anh chị này, còn 2 hồ là bác nuôi cá giống. Và trên đất của mình hiện tại là có nhà ở, một căn nhà làm rất là đẹp quý anh chị, nằm ngay giữa vườn. Và hồ tiêu này này là bác chủ trồng được 600 trụ quý anh chị nhé, 600 trụ hồ tiêu. Một mảnh vườn để quý anh chị mình nuôi trồng thủy sản quá hợp lý luôn, với tổng diện tích là 1,5 hecta. Đây, nhà ở của mình này. Nhà ở, một căn nhà tiền chế khá là đẹp và thoáng mát, làm gác lửng quý anh chị. Hồ nước thì bao la, hơn nữa là bên ngoài mình còn bám suối lớn, nước chảy quanh năm không bao giờ cạn nữa. Năm cái hồ này là bác chủ bác nuôi cá cực kỳ nhiều quý anh chị nhé. Và hiện tại cô chú quý anh chị nào mua mảnh vườn này, nếu mua xe là bác chủ để lại xe luôn quý anh chị này, với một con xe Ford Fortuner với giá trị là 800 triệu quý anh chị nhé. Đó, xe đang khá là mới này. Căn nhà của mình đây, một căn nhà tiền chế. Với tổng diện tích này thì bác gia chủ đang mong muốn rao bán thời điểm hiện tại nguyên lô là 2 tỷ quý anh chị nhé. 2 tỷ, nếu quý anh chị mình mua xe này là thêm 800 triệu này, là 2 tỷ 800 triệu cho con xe này. Đất của mình là bằng đẹp luôn quý anh chị. View đồng ruộng này, hồ tiêu là 600 trụ hồ tiêu. Hồ tiêu cực đẹp luôn. Hồ tiêu rất là đẹp luôn nhé. Xung quanh bờ biên đồng ruộng của mình là bác gia chủ bác trồng dừa hết rồi. Hình ảnh la cam trên cam sẽ bay và khoanh vùng lại cái thửa đất này cho quý anh chị mình có cái nhìn tổng quan hơn. Đó. Nói chung cái mảnh vườn này quý anh chị nào đang tìm kiếm cho mình để vừa có đất canh tác cây nông nghiệp mà vừa có hồ nước tưới mênh mông này, view đồng ruộng thoáng mát, thì mảnh vườn này rất là phù hợp luôn để nghỉ dưỡng, quá ok luôn quý anh chị này. Đây, hồ nước thì mênh mông, 5 cái hồ lớn, xung quanh thì bác chủ bác trồng dừa, trồng cây ăn trái cực kỳ nhiều rồi. Vị trí trực thuộc tại xã Thuận Hà thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, với giá chào bán nguyên lô 1,5 tỷ này là 1,5 hecta là 2 tỷ đồng quý anh chị nhé. Với 2 tỷ đồng quý anh chị đã sở hữu cho mình một farm nghỉ dưỡng cực kỳ đẹp luôn. Có cây công nghiệp, cây nông nghiệp là hồ tiêu 600 trụ, hồ nước tưới lớn này, ôm suối lớn. Đó, thích hợp cho quý anh chị mình nuôi trồng thủy sản để ở định cư tại chỗ. Tại vì cái mảnh vườn của mình nó nằm ngay gần trung tâm xã, nằm ngay cụm dân cư luôn quý anh chị này. Đây, hồ nước 5 cái hồ mênh mông như thế này. Đó, 5 cái hồ mênh mông. Nói chung xung quanh cái bờ biên của mình là đồng ruộng hết quý anh chị nhé. Xung quanh là đồng ruộng hết luôn, để cải tạo làm một cái farm nghỉ dưỡng cực đẹp luôn. Bác gia chủ ngày xưa bác mua là có ý tưởng là sẽ xây dựng homestay quý anh chị ạ. Xây dựng homestay, nhưng bây giờ điều kiện kinh tế của bác gần như là phá sản rồi. Đấy, bác cần bán gấp cái mảnh vườn này. Đấy, hồ tiêu như thế này là 600 trụ quý anh chị này. Mua vào là mình có hồ tiêu thu này, và có hồ cá lớn này. Xung quanh là dừa, cây cảnh, rồi cây ăn trái là bác trồng tè le tẹt lét luôn quý anh chị này. Nó rất là đẹp luôn, bám suối lớn. Giá rất là rẻ quý anh chị nhé. Mua để cải tạo làm farm nghỉ dưỡng hoặc là mở quán cà phê, sân vườn đều hợp lý. 2 tỷ đồng vẫn còn thương lượng, khả năng là thương lượng sâu luôn quý anh chị này. Quý anh chị cứ vào xem mảnh vườn, ưng ý gặp trực tiếp bác chủ nhà để ép giá quý anh chị nhé. Tại vì hiện tại là bác gồng không nổi nữa rồi, rao bán gấp cái mảnh vườn này. Đây, hồ nước này, phía bên ngoài kia là bám suối lớn. Suối lớn, nước chảy quanh năm không bao giờ cạn này. Hồ, số lượng cá trong 5 cái hồ này cực kỳ nhiều quý anh chị này. Nó rơi vào đâu đó tầm 4 đến 5 tấn cá. Tại vì cá giống là bác thả mấy tạ cá rồi, và bây giờ nó lớn lên nữa. Đây, hồ nước mênh mông. Nói chung hiện tại cái mảnh vườn của mình nguồn thu là chỉ có 600 trụ hồ tiêu thôi.
Đó, 600 trụ hồ tiêu thôi. Còn lại là quy hoạch làm hồ, nuôi cá hết quý anh chị này. Đấy, bên ngoài kia là bác trồng thêm được khoảng 200 trụ hồ tiêu là trụ gỗ này. 200 trụ hồ tiêu trụ gỗ. Và bên ngoài đó là bám suối lớn hết quý anh chị nhé. Đây, bờ biên xung quanh của mình là rõ ràng hết rồi. Ôm hết cái đồng ruộng này quý anh chị này, chạy xung quanh bờ biên của mình luôn. Dân cư ở rất là đông rồi nhé. Đó, dân cư ở rất là đông. Nó chỉ cách trục đường nhựa rơi vào khoảng 40 mét thôi. Đó, 40 mét. Và mình ôm cái mặt đường đất cấp phối là 76 mét. Sổ hiện thị là 1,9 hecta. Nhưng mà diện tích thực của mình là 1,5 hecta. Và bám 76 mét mặt tiền đường đất. Sổ là cây hàng năm quý anh chị. Nhưng mà muốn chuyển đổi mục đích thì mình lên xã, mình đăng ký chuyển đổi mục đích quý anh chị nhé. Một cái farm hôm tây rất là đẹp cho quý anh chị nghỉ dưỡng. Ở đều rất là hợp lý luôn. Chỉ với 2 tỷ thôi, mình sẽ sở hữu một mảnh vườn cây hàng năm với tổng diện tích lên đến 1,5 hecta, 15.000 m2 cô chú quý anh chị này. Vị trí trực thuộc tại xã Thuận Hà thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đó, giá 2 tỷ vẫn còn thương lượng cho quý anh chị mình nhé. Xung quanh bờ biên là đồng ruộng hết, rất là thoáng, rất là đẹp. Và con xe của bác đang đi đây, chiếc Forager. Bác đang rao bán với giá 800 triệu. Nếu quý anh chị mình mua nguyên mảnh vườn này với xe là 2 tỷ 800 triệu quý anh chị nhé. Một con xe Forager bán tải đang rất là mới luôn. Đó. Một căn nhà tiền chế này, một view đồng ruộng. Nói chung là làm hôm tây trên cái mảnh đất này quá hợp lý quý anh chị này. Đó, xung quanh thì có view điện gió này. Điện gió là cách tầm khoảng 3 km quý anh chị nhé. Những cái cột điện gió đó là cách 3 km quý anh chị này. 5 cái hồ lớn, tổng diện tích 1,5 hecta, 15.000 m2, rao bán với mức giá 2 tỷ đồng vẫn còn thương lượng. Đây, để em quay chiếc Forager, chiếc Waytrax này cho quý anh chị mình xem này. Đây, xe khá là mới và bác chủ đang rao bán là 800 triệu quý anh chị nhá. Đấy, 800 triệu cho cái con xe này. Bác chủ hiện tại là đang sinh sống trên địa bàn của tỉnh Đắk Nông luôn quý anh chị này. Quan tâm thì cô chú quý anh chị mình cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0345 137793 quý anh chị nhá. Thực tế đi xem cái mảnh vườn này, nếu quý anh chị mình đang có cái ý tưởng để cải tạo hoặc mua cho mình một cái hôm tây để nghỉ dưỡng thì cái mảnh đất này quá hợp lý luôn. Nó cách trung tâm khoảng rơi vào đâu đó khoảng 500 mét cho đến 1 km thôi quý anh chị này. Đó, một cái nhà tiền chế rất là đẹp luôn, thoáng đãng, view đồng ruộng, hồ nước thì 5 cái hồ bám suối lớn, 1,5 hecta, 15.000 m2 và giá bán là 2 tỷ vẫn còn thương lượng quý anh chị này. 2 tỷ đồng cho tổng diện tích nguyên lô này. Thì quý anh chị quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0345 137793 quý anh chị nhé. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi Nhà Đất Phan Công. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video và hẹn gặp lại quý anh chị mình trong những video tiếp theo.